Kính thưa quý vị khán giả của VNTV, chúng tôi là Trần Hồng Tiến. Như quý vị đã biết, trong 2 tháng vừa qua chúng ta xôn xao về cái đại dịch Covid-19, như là chúng ta gọi đại dịch Vũ Hán. Có mặt về nói chuyện với chúng tôi hôm nay là có mời được bác sĩ Nguyễn Thượng Trí, và bác sĩ Nguyễn Thượng Trí cũng là một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch ở San Diego rất là lâu năm. Như quý vị đã biết, bác sĩ Nguyễn Thượng Trí cũng là đang có phòng mạch ở San Diego, Miramisa và East San Diego để chữa bệnh nội thương cho các quý vị cao niên ở San Diego. Kính chào bác sĩ. Và bác sĩ đang ở nhà. Chào quý vị và chào anh Tuyết. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã đến với VNTV hôm nay. Thưa quý vị đó. Thì thưa bác sĩ có thể cho khán giả VNTV biết sơ về gọi là những cái latest update của gọi là cái tin tức mà nóng bỏng nhất bây giờ này của cái trận Covid này như thế nào bác sĩ? Kính thưa quý vị, chào Tuyết. Thì ngay vào lúc này thì Covid-19, đó là coronavirus 2019, đó là vấn đề nóng bỏng và gây ra nhiều vấn đề rất là tai hại về kinh tế lẫn là về mạng. Thì ngay đến lúc này thì trên toàn thế giới khoảng chừng gần 1 triệu, hơn 1,2 triệu người đã chẩn bệnh. Cái số tử vong thì khoảng 70.000. Ở nước Mỹ thì con số đã tăng rất nhanh lên tới khoảng chừng hơn 330.000, và chỉ ở New York thì cái số tử vong cũng đã lên tới khoảng chừng 4,5, và cái số tử vong ở nước Mỹ cũng tăng khoảng gần 10.000. Ở California, chúng ta thì California hiện giờ thì con số là cũng khoảng chừng 12.000, và ngay chúng ta chú trọng ở San Diego thì con số cũng lên hơn 1.200, và số tử vong như ngày hôm qua là 18. Cái quan trọng nhất để cần biết là bệnh dịch đang phát triển rất nhanh, và các chuyên gia nghĩ là trong thời gian từ 7 đến 10 ngày tới là thời điểm rất quan trọng. Do đó chúng tôi thực hiện buổi nói chuyện ngày hôm nay để đưa ra vấn đề là đây là thời gian rất quan trọng, chúng ta cần biết để mà tìm mọi cách để mà ngừa bệnh, và nếu mà lỡ có triệu chứng gì thì chúng ta nên đối phó làm sao. Thưa bác sĩ, thì cái đại dịch này chúng ta biết là nó lan tràn rất là lẹ, nhưng mà có những cái dịch gần đây giống như SARS hoặc là MERS hoặc là N1H1 hoặc swine flu đó bác sĩ, thì cái dịch này nó khác những cái bệnh trước đó như thế nào bác sĩ, và cái cách truyền nhiễm của nó có gì khác nhau không, hay mà tại sao chúng ta phải quá là lo sợ trong cái vấn đề này? Đây là câu hỏi rất là hay anh Tuyết. Thứ nhất thì cái virus của năm nay đó là coronavirus, tức là cùng một dòng virus với lại cái SARS và MERS. Thì chúng tôi sẽ nói lại trước. Còn những cái dịch trước đó là từ influenza. Bài học chúng ta rút ra là như vậy. Thứ nhất là cái loại virus thì khác nhau là nó là technical nhiều hơn. Cái mà chúng ta cần rút ra bài học là gì? Là nếu mà nhìn lại những cái bộc phát trong thời gian gần đây đó, hay là trong khoảng chừng 100 năm trở lại đó, thì nó cho ta những bài học như thế nào? Cái mà bộc phát mà giết người nhiều nhất đó, là cái Spanish flu năm 1918, đó cũng một dòng influenza. Kế tới đó, là cái kêu là Asian flu 1957 đó, nó cũng là influenza, thì cái đó nó giết cũng khoảng chừng 2 triệu người. Rồi sau đó, thì đến cái mà SARS đó, thì nó là 2002, nó là coronavirus. Sau đó là MERS thì cũng là coronavirus. Thì MERS nó xảy ra đầu tiên là ở Arab Saudi là khoảng 2012, rồi sau đó có một bộc phát thứ nhì cũng cùng exactly một loại virus là coronavirus ở Nam Hàn 2015. Thì những cái đó tử vong cao nhưng mà số tử vong thì lại thấp. Nhưng mà Nam Hàn là một quốc gia coi những chuyện đó rất quan trọng. Sau khi xảy ra đến 5 năm thì họ rút ra những bài học rất là quý giá, và chúng ta đều nhận thấy là quốc gia Nam Hàn là một trong những quốc gia thành công nhất về vấn đề ngừa bệnh, là ngưng lại con số phát triển của bệnh cũng như là cái số tử vong rất thấp. Sau đó là những bài học rất là quý giá. Thì chúng ta thấy là gì? Là những cái bộc phát nó xảy ra càng ngày càng nhiều hơn, càng gần hơn. Thì năm nay 2019 và 2020 đang có cái coronavirus 2019, thì cho chúng ta một cái khái niệm là gì, là cái lần tới có thể xảy ra còn nhanh hơn nữa. Thì bởi vậy chúng tôi nghĩ là đây là một tai họa, nhưng mà chúng ta ít nhất cũng rút được nhiều bài học từ những cái gì đang xảy ra để chúng ta có thể ngừa bệnh hữu hiệu hơn cho lần tới. Có nghĩa là bác sĩ nói là 2015 tại Nam Hàn, cái con virus của nó cũng gần có gọi là cái signature, cái strain, cái DNA giống như cái coronavirus bây giờ chúng ta, hay là như thế nào bác sĩ? Tại bác sĩ nói những cái đó thì nó quá chi tiết, đại khái như vậy nên tôi biết cho vậy là dễ dàng nhất. Mình gọi nó coronavirus là tại vì cái protein mà nó trên cái bề mặt của con virus đó, yeah, thì nó giống như là cái crown, thành ra mình gọi là corona. Yeah. Còn trong những mình nhìn những cái strain virus khác đó, thì như là cái virus mà influenza, nếu mình nhìn mờ thì giống như là chữ V vậy đó, chữ Việt Nam mình chữ Y dài đó. Yeah. Còn nhớ là Ebola nó như là một, anh cứ nghĩ như một sợi bún mà nó vòng vo đó, thì đại khái nó nhìn khác nhau hết. Thì những cái đó nó đi về quá chi tiết. Và thứ hai là virus đó, DNA đó, thì nó không có ổn định, thành ra bởi vậy nó cứ biến đổi hoài à. Đó là một lý do tại sao mà những cái thuốc ngừa vaccine virus nhiều khi nó lại vài năm lại không hữu hiệu nữa. Yeah. Thì như bác sĩ biết đó là chúng ta bây giờ này đang gọi là chạy đôn chạy đáo, tất cả các chuyên gia bây giờ đang chạy đôn chạy đáo đi tìm cái loại thuốc để mà chữa trị cho cái con virus corona này. Thì trong cái vấn đề mà tiêm chủng và chủng ngừa đó bác sĩ, thì chúng ta có những cái gọi là có những cái khả quan như ông President Trump, ông tổng thống của mình đưa ra đó, thì có một số thuốc bây giờ này có thể giúp được để mà cho chữa cấp tính liền cho bệnh nhân của mình. Thì bác sĩ có những cái gọi là có những cái ý kiến gì về những cái thuốc mà bây giờ này hiện đang gọi là đang phát hành trong thị trường bác sĩ? Cái này thì nó hơi phức tạp một xíu. Thì đại khái là cái sử dụng của thuốc là chloroquine cùng với một loại thuốc nữa là azithromycin, là cái combo đó, sự phối hợp giữa hai cái thuốc bắt đầu sử dụng ở bên Pháp thì thấy cái khả quan. Thì nhưng mà một số bác sĩ thấy là cái thuốc chloroquine đó, nó một mình nó cũng có thể giảm được cái thời gian mà bị virus. Những cái dữ liệu khác thì chúng ta phải đợi có những cái kết quả khoa học công bố chúng ta mới biết rõ ràng hơn được. Cũng có một vài loại thuốc khác cũng đang được thử nghiệm, nhưng mà đến lúc này chúng ta cũng đang đợi. Chỉ có một cái tôi cần muốn nói ra là tất cả những loại thuốc này chỉ nên được sử dụng bởi những bác sĩ trong bệnh viện thôi. Chúng tôi cũng không nghĩ là ngay chính bác sĩ trong phòng mạch nên biết những cái ba này, tại vì thứ nhất là sẽ tạo một sự khan hiếm thuốc, và thứ hai là những ai mà nghĩ là mua thuốc để dành cái đó nên tuyệt đối là tránh. Thứ ba nữa là ví dụ như thuốc chloroquine đó, là một loại thuốc nó có thể gây cái bệnh về rối loạn tim mạch, tức là ventricular arrhythmia, nó rất là nguy hiểm và có thể gây tử vong. Ra mình cân nhắc cái lợi cái hại. Thì một lần nữa là những loại thuốc này chỉ nên dùng những bác sĩ bệnh viện cho những bệnh nhân bị rất nặng thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thì chúng ta có Việt Nam mình hay nói đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì như bác sĩ nói là chúng ta chưa có một cái thuốc gì gọi là chữa hữu hiệu nhất bây giờ này, hoặc là chưa có đề phòng được. Thì như bác sĩ thấy đó là chúng ta bây giờ này trong thời gian gọi là phải đeo khẩu trang đi ra ngoài, thì bác sĩ có những cái lời khuyên gì về cái phòng bệnh này không bác sĩ? Vậy anh Tuyết, dựa theo những gì mình đã và đang biết á, thì cái virus này thật ra mọi người đều đang học hỏi về nó. Thì chính tôi cũng đang học hỏi về cái virus. Thì mình chỉ nói về những gì mình đã học được. Thứ nhất á, là nếu mình chưa có một cái thuốc nào mà chữa hữu hiệu á, thì cách tốt nhất là đừng dính vào nó, đúng không? Thì bây giờ mình có thể nói một chút xíu về cái cách mà cái virus nó lan tràn ra. Nó cũng giống như những loại virus kỳ trước. Chỉ có một cái coronavirus 2019 này nó gây lan nhanh hơn là nhiều hơn là những loại virus khác. Đó là lý do chính. Thì bây giờ theo những cái mà chúng ta biết á, thì có ba cái cách mà virus có thể lan ra. Thứ nhất là cái loại droplet, tức là nếu mà mình đứng gần một người bệnh nhân nào đang ho thì những cái droplets nó tạo ra khi mà họ ho trong những cái giọt nước nhỏ đó, nếu nó có mang cái virus nó dính vào mặt, vào mũi mình hay là dính vào một cái bề mặt nào đó, thì bằng mọi cách, nghĩa là nó phải đi bằng vô mình, cơ thể mình có thể bằng mắt hoặc bằng mũi hoặc miệng, vô đường hô hấp, đúng không? Thì có thể là mình hít cái nó vô, nếu mình đứng tầng học đó. Con số trước đây là 6 feet, nhưng bây giờ họ tăng lên là 7, thì có thể là những số liệu cho thấy như vậy. Rồi nếu những cái droplet, những cái giọt đó nó bám thì mặt, rồi mình lấy tay mình tụng vô, rồi lấy cái tay mình bị nhiễm virus, mình để qua khô mắt, khô mũi, miệng. Thì do đó mới đưa ra cái thứ gì là rửa tay 20 giây, xin lỗi, với xà bông, thì là một cách rất hữu hiệu, nhất là trước khi mình, sau khi mình mới đụng những cái bề mặt nào mà mình nghĩ có nhiều người khác cũng đụng vô, ví dụ như cái cửa, những cái chỗ công cộng. Cái cách tốt nhất ngoài ra vẫn là cái cách ly, tại vì nếu mình không ở gần người bị virus thì mình cái khả năng bị gần như là giảm đến 0, đúng không? Thì do đó, nhất là trong cái thời gian mà trong khoảng 7 đến 14 ngày sắp tới là thời gian mà gọi là critical đó, thì chúng tôi khuyên là mọi người bằng mọi cách giảm đến mức tối đa vấn đề đi ra ngoài, nếu mà ở trong nhà được càng nhiều càng tốt. Dạ thưa bác sĩ nói là hai cái vấn đề mà gọi là rửa tay và truyền trên áo quần hay là đụng ở đây. Còn có một cái số người bây giờ này đang rất là sợ về gọi là nó airborne đó bác sĩ. Cái con virus này nó có thể nó bay trong không khí và nó có thể truyền nhiễm qua không khí. Thì đối với những cái dữ kiện như vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì không bác sĩ, hay là có đúng sự thật như vậy hay là không? Cái airborne antivirus là một cái mà một số bác sĩ đưa ra, thì đến lúc này thì cái dữ kiện về airborne là người ta chỉ thấy ở trong những cái bệnh viện, là những khu như là ICU, người ta thấy là phải có một cái là proximity, tức là một cái khoảng gần nào đó, và nếu có những cái drop nó tạo ra và có một luồng lưu chuyển của không khí, ví dụ như bằng airflow hay là sao đó, thì người ta thấy là có những cái chứng tớ cho thấy là virus có thể truyền trong cái ví dụ như cái hành lang trong bệnh viện chẳng hạn, nhưng mà cái đó là cũng rất là giới hạn. Còn cái vấn đề mà chúng ta lo lắng nhiều nhất ở trong cái cộng đồng là có thể nào mà virus ở trong không khí, gió nó thổi vô mặt mình hay không, vân vân. Thì đến lúc này chúng ta không có những điều kiện nào hết về vấn đề đó, và cái khả năng mà nó xảy ra theo ý kiến riêng của tôi thì cũng rất là thấp. Thì cái này không phải là để tấn năng mọi người, nhưng mà tôi nghĩ là đừng quá lo sợ, nó không phải là một cái vấn đề mà virus sẽ tìm đến nhà của mình. Tôi nghĩ là ở nhà mình cũng an toàn, nếu quý vị cần nên cũng nên mở cửa ra, mở cửa sổ cho nó thoáng mát, nên tập thể dục trong nhà. Những ngày hôm nay như chúng tôi nói là quan trọng nhất là tránh đi ra ngoài, thứ hai cần phải rửa tay, thứ ba về cái vấn đề mà cách ly nếu mà mình phải ra ngoài thì tôi nghĩ có thể là chúng ta nên đeo mask, đeo mặt nạ. Thì cách đây mà khoảng chừng 1 tháng tôi cũng khuyên bệnh nhân là không đeo mặt nạ, đó là dựa theo những cái kiến thức đến lúc đó. Nhưng mà đến lúc này thì dựa theo những cái con số từ những quốc gia mà người ta đeo mặt nạ nhiều, cái gì những nước ở Á Châu đó, thì thấy là cái khả năng họ giảm cái số người bị mắc bệnh, cái spread đó, thì nó rất là hữu hiệu. Thành ra một số bác sĩ bây giờ cũng nghĩ là nên đeo mặt nạ, và đến ngày hôm qua thì mọi người biết là chính quyền, tức là tổng thống và CDC, tức là Center of Disease Control, cũng khuyên lên đeo mặt nạ. Tôi muốn nói thêm một chút xíu là những cái nghiên cứu về mặt nạ cho thấy là tùy loại mặt nạ, những loại mặt nạ rất là hữu hiệu, nhưng mà phải biết cách đeo chính xác. Tại vì có nhiều người đeo mặt nạ, mọi người nhìn vô mấy cái YouTube thấy là đa số mọi người đeo mặt nạ không chính xác, tức là không có đúng cách, là thí dụ như đeo mặt nạ mà cái mũi vẫn hở ra, hay là đeo mặt nạ mà xích lên xích xuống rồi tay chân có đụng vô mặt nạ hoài thì cũng không tốt. Và mặt nạ không phải cái nào cũng hữu hiệu, có những loại mặt nạ hữu hiệu hơn những mặt nạ khác. Thành ra rồi có một vấn đề nữa là những loại mặt nạ mà hữu hiệu thì ngay lúc này chúng tôi nghĩ là khan hiếm, và nên để dành cho những bác sĩ y tá và những nhân viên y tế mà phải đối phó với vấn đề tử vong hàng ngày ở trong bệnh viện. Thành ra chúng ta không nên đi mua và tồn trữ những cái loại mặt nạ đó. Thì chính phủ và có khuyên là nên đeo mặt nạ bằng vải. Thì trong YouTube hay là trong nhiều cái mạng đó thì có chỉ cách làm. Thì chúng ta cũng có một vài cái cách đơn giản là có thể dùng những cái paper towel mà mua Costco chẳng hạn, Mình có thể mất khoảng một phút cũng thể làm được mặt nạ và xài được một lần cũng tốt. Tôi vẫn khuyên mọi người là nên ở nhà, nên cách ly và đừng có mua mặt nạ. Và nếu có kẹt lắm đi đâu ra ngoài đường thì nên đeo mặt nạ vào thôi. Dạ. Thì thưa bác sĩ, chuyển đề tài một chút xíu đó bác sĩ, nếu mà chúng ta thấy đó cái con vi khuẩn này đó, nó gọi là nó hoành hành trên cái người gọi là số người mà gọi là cao niên nhiều hơn là gọi là trẻ trung niên hay là hoặc là thiếu niên, đúng không? Tức là cái số tử vong của cái người mà cao niên bây giờ này nó chiếm trên 50% cái số tử vong này. Thì như bác sĩ thấy đó là trong cộng đồng của chúng ta có những vị cao niên bây giờ rất là hoang mang và rất là lo sợ về cái vấn đề gọi là phải bị dính cái con virus này vào người. Thì thưa bác sĩ, nếu mà như vậy đó thì bác sĩ có lời khuyên gì cho những cái vị cao niên trong cộng đồng bây giờ thưa bác sĩ? Đúng như vậy, tức thì những cái số liệu cho thấy là những cái tử vong cao nhất là từ những bệnh nhân 65 tuổi trở lên, đặc biệt là những người 80 tuổi trở lên, và những là những người lớn tuổi và có những bệnh khác như bệnh tim mạch, bệnh ung thư, bệnh phổi, SOPD hay là bệnh thận, thì đó con số đó có tử vong rất cao. Nhưng mà ngược lại á, tôi thật lòng chính tôi khuyên mọi người, mình lo lắng nhưng mà không hoảng sợ. Đừng có nghĩ là đến ngày tận thế, đừng có nghĩ là mình lớn tuổi mình bị bệnh như là trước sau cũng chết. Dạ không, cái đó không đúng. Vì cái sự hoang mang đó nó tạo thêm một vấn đề về tâm lý mà tôi nghĩ là lúc này là không nên có. Ra cái thái độ mình là như thế nào, mình nên biết đây là một vấn đề nghiêm trọng, mình tìm cách để mình ngăn ngừa. Mình nếu có triệu chứng nên gọi bác sĩ, và nếu mà cần thì chúng tôi cũng có thể sẽ trả lời những ai muốn hỏi thêm về vấn đề này theo những kiến thức của chúng tôi biết được. Nếu mà chúng tôi có thể giúp được cách nào thì chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ quý vị. Ngoài ra thì mình đừng có quá mà kêu là ánh đích, tại vì cái đó hoàn toàn không tốt. Chúng tôi vẫn nghĩ là mọi người như là những người lớn tuổi nên ở nhà. Tôi có nói chuyện với bệnh nhân của tôi trong thời gian gần đây thì thấy là đa số là con cái của họ được tốt, là mang đi chợ mua đồ về để trước cửa, giới hạn vấn đề gặp bố mẹ cũng hơi buồn một tí tại con không vô nhà thì cũng hiểu sao. Nhưng với đó tôi nghĩ rất là phù hợp, và đến lúc này mọi người hiểu lẫn nhau tại sao và nên cứ tiếp tục làm như vậy thì rất tốt. Thì thưa bác sĩ vừa đề cập tới vấn đề đó là gọi là phòng mạch của tất cả bác sĩ có thể bây giờ này trong thời gian gọi là cách ly cho nên không có mở cửa nữa, không có phòng mạch, không có mở cửa. Thì nếu mà như vậy thì các quý vị mà cần phải tiếp cận với lại bác sĩ thì bác sĩ có lời khuyên gì? Có nên vào trong bệnh viện ER liền khẩn cấp hay là có một cái triệu chứng gì thì làm sao mà họ liên lạc với bác sĩ gia đình của mình hay như thế nào bác sĩ? Tôi nghĩ như vậy là như mình vừa nói hồi nãy giờ thì cái quan trọng nhất mọi người đều nên làm là cách ly, tức là nên ở nhà. Thì bây giờ nếu quý vị có triệu chứng thì nên gọi. Tôi cũng khuyên là những cái y tế mà bình thường đến lúc này như phòng mạch của tôi thì tôi đang đóng cửa hết. Tôi vẫn theo dõi bệnh nhân bằng những cách là dùng điện thoại hoặc là dùng FaceTime hoặc là dùng Zoom nếu mà có điều kiện. Thì như trong những ngày vừa qua thì chúng ta có làm một số thăm hỏi như vậy. Thì tôi không biết là những phòng mạch bác sĩ khác làm ra sao, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là nên đến mức tối đa hạn chế vấn đề những người lớn tuổi đi ra ngoài đường lúc này, nhất là trong khoảng thời gian như tôi nói là trong khoảng từ 7 đến 14 ngày tới, tức là cái tiếp thai đó. Thì nếu mình qua được cái này rồi thì mình phải đổi cách xong thì mọi thứ hy vọng sẽ bình thường. Bác sĩ bệnh nhân cập một điểm mà tôi thấy rất là đáng chú ý đó bác sĩ, là bác sĩ đề cập là khám bệnh nhân qua viễn thông. Bây giờ này bác sĩ là ngồi phòng mạch hay là ngồi ở nhà để khám bệnh, giống như bác sĩ nói nếu mà họ gọi vào mà họ cần có được khẩn cấp hay là này kia, bác sĩ nói là qua Zoom. Bác sĩ có coi luôn những bệnh nhân qua cái hệ thống đó hả bác sĩ hay sao? Zoom thì nó khó chỗ là nó cần những người mà phải biết cách sử dụng cái hệ thống Zoom, thì ngay lúc này nó đang miễn phí thì chúng tôi khuyên mọi người là nên tìm mọi cách sử dụng. Và nếu mà các bác mà có con cái mà chuyên rất là giỏi về IT đó thì nên nhờ con cái set up cái Zoom ở nhà. Nếu quý vị cần cứ gọi vào mặt thì chúng tôi sẽ sẵn lòng chỉ dẫn quý vị cách trang bị cái Zoom để mình có thể liên lạc với nhau. Thì Zoom là một cách. Thứ hai là nếu mà ai mà có cái phone mà có Android hay là Apple phone mà mình dùng được cái FaceTime thì nên dùng FaceTime. Thì cứ gọi thì lúc này thì mình biết là mình phải du di một chút, tức là bác sĩ bệnh nhân có thể là không có lúc tức lắm, nhà cửa hay phòng mạch cái đó hay là nó hơi bề bộn, nhưng mình phải tránh cái đó, nhưng mình phải quan trọng nhất là mình phải communicate, mình phải liên lạc. Bác sĩ giờ này tăng tiếng nha, giống như mình ngồi đang nói chuyện với nhau mà mình phải nói chuyện interview qua màn hình mà mình không có đụng nhau, cách ly mà có thể nói chuyện được để truyền đạt những cái tư tưởng về cho y khoa, cho gọi là khán giả của VNTV và như của bệnh nhân của bác sĩ. Thì bác sĩ cuối cùng đó là mình trong cái trước khi kết thúc cái câu chuyện hôm nay đó bác sĩ, thì mình biết là bây giờ này mình có cách ly, chữa bệnh, ngăn ngừa, và lời cuối là để làm gì nếu mà người ta ngồi ở nhà bây giờ này trong vòng tháng tới mà không đi gặp bác sĩ được, không đi ra ngoài được nữa, thì có những lời khuyên cuối cùng gì bác sĩ cho bệnh nhân của mình hay là cho khán giả của VNTV không bác sĩ? Thứ nhất, cho những người mà đang có cái interest về coronavirus á, thì về cái phương diện về khoa học đó, thì bây giờ bên Úc, Australia, thứ nhì là bên Đức, Germany và Denmark, bây giờ đang có những cái thử nghiệm dùng cái một cái vaccine rất là xưa là BCG, là một cái vaccine cho cái bệnh tuberculosis, bệnh lao phổi đó. Thì bên Úc thì một cái thử nghiệm tôi mới coi là họ cho 4.000 người bác sĩ và y tá thì chia làm đôi ra, một nửa thì lấy cái BCG vaccine, một cái số còn lại dùng placebo, tức là thuốc giả thôi. Thì cái khái niệm từ đâu ra thì tôi cũng mới đọc về cái này, thì nó cũng mình học được một cái rất là interesting, tức là cái BCG là một cái vaccine ngừa bệnh lao phổi. Thì trong cái thời gian mà sử dụng thuốc đó đó, thì có một cái điều mình học ra là nó hơi thú vị là gì, là ở bên Phi Châu khi người ta theo dõi khoảng chừng 150.000 bệnh nhân mà có cái BCG, thì cái số tử vong, nói lại số tử vong vì những bị truyền nhiễm khác, xin nói một lần nữa, số tử vong vì những bệnh truyền nhiễm khác ngoài TB nó giảm xuống 40%. Wow. Thì nó cũng thì rất nhiều bác sĩ nhìn cái này cũng không hiểu rõ là tại sao, thì có một số giả thuyết, nhưng mà nó tóm lại là cái BCG nó giảm được những bệnh khác, một số bác sĩ hy vọng là nó có thể cũng ngăn ngừa hay là giảm bớt cái sự truyền nhiễm của cái bệnh coronavirus. Cái điểm này rất là hay bác sĩ. Nếu mà như vậy đó, mình coi bây giờ này nói chơi cho vui thôi, cái này giả sử thôi. Nếu mà thực sự cái đó là sự thật, thì Việt Nam của mình đó bây giờ này cái con số mà tử vong hoặc bị nhiễm bệnh corona rất là ít, đúng không? Mình không có thấy nhiều trong cái vấn đề đó ở Việt Nam của mình, không thấy xôn xao hoặc là nói tại sao Việt Nam mình không có nhiều cái case đó. Bác sĩ có nghĩ nó có một cái gì liên quan tới cái chủng ngừa những cái thuốc hồi xưa mà Việt Nam mình đang chủng mà bây giờ này có thể là nó giúp được cho cái vấn đề là phòng ngừa luôn cái corona này, hay là nó chữa luôn cái corona virus ở Việt Nam hay là không, hay là có những cái gì đó mà bác sĩ nghĩ? Anh Tuyết là một người Mỹ gốc Việt, mà thật ra là Việt Nam 99% tôi cũng hy vọng, thật sự trong cái lòng của mình cũng hy vọng là cái số người mà bị nhiễm bệnh coronavirus và tử vong ở Việt Nam thật sự cũng thấp, như là chính phủ nói. Chỉ có một cái trong kinh nghiệm của mình thì những cái không phải của mình tôi mà nhiều người khác cũng nghĩ là những con số dữ kiện mà đưa từ bên Trung Hoa và bên Việt Nam có thể hơi lạc quan quá, và có nhiều người nghĩ là cái tử vong thật sự nó cao hơn. Nhưng mà tôi cũng mới đọc thì nó có một cái điều rất thú vị là người ta đưa ra một cái quan sát, là một cái observation nhé, là những quốc gia mà tạo ra vấn đề là mandatory, tức là bắt buộc phải đi nhiễm ngừa về lao phổi đó, là BCG đó, thì những quốc gia cái số bị nhiễm coronavirus và số tử vong có thể ít hơn. Thì đó là vấn đề là rất nhiều chuyên gia về y tế đang theo dõi và nghĩ có thể nó dính tới cái vấn đề về BCG vaccine. Thành ra đó cũng là một cái sự kiện mà tại sao một số quốc gia đang thử nghiệm dùng cái BCG để mà hy vọng nó có thể ngừa được coronavirus. Một lần bác sĩ rất là nhiều. Hôm nay chúng tôi chắc là nên tạm ngưng ở đây. Hy vọng là lần sau chúng ta sẽ có nhiều cái câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Thượng Trí một lần nữa. Như quý vị đã thấy, chúng tôi đang ngồi ở nhà sau vườn của chúng tôi và bác sĩ trong gọi là tư gia của bác sĩ, mà chúng tôi có những cái mẫu chuyện như vậy, thì hy vọng là 1, 2, 3 ngày sau có những cái diễn tiến mới hoặc là những cái chia sẻ mới, chúng ta sẽ có thể những mẫu chuyện như vậy với các vị bác sĩ, nhất là bác sĩ Nguyễn Thượng Trí trong cộng đồng của chúng ta. Dạ, thưa bác sĩ, lời cuối các bác sĩ có gì nhắn nhủ cho VNTV, khán giả VNTV và bệnh nhân của mình không bác sĩ? Dạ, với cương vị là người bác sĩ trong cộng đồng thì cái lời cuối cùng của tôi là xin chúc quý vị bình an, xin quý vị ở nhà bằng mọi cách để mà cách ly, rửa tay, nếu mà cần thiết phải đeo mặt nạ bằng mọi cách. Nhưng mà tôi hy vọng quý vị sẽ được bình an, không ai bị nhiễm bệnh, không ai bị vấn đề quan trọng nào khác. Kế tới thì cũng như là mình nói hồi nãy là cái mục đích của thảo luận hôm nay là chúng ta có thể học hỏi và hy vọng là không phải ở mỗi cá nhân mà ngay cả những cơ quan y tế và chính phủ, tất cả mọi người đều đang học hỏi và hy vọng nếu mà cái vấn đề dịch virus sẽ xảy ra nữa, mà theo như chúng tôi nghĩ sẽ trong vòng vài năm nữa sẽ lại xảy ra lần nữa, thì chúng ta phải có những đối phó hữu hiệu hơn. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị quý khán giả, nếu mà quý vị có những câu hỏi gì liên quan với vấn đề y tế hoặc là về coronavirus, xin gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Trí và có thể những bác sĩ trong cộng đồng của chúng ta để trả lời cho quý vị. Và một lần nữa, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều để dành thời gian cho quý khán giả của VNTV hôm nay. Dạ, xin cảm ơn tiếp. Xin chào quý vị. Chào bác sĩ.